Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay thì là ngày quay thứ 6 rồi. Và đêm nay sẽ là mình quay đêm. Đang rất là lạnh luôn. Trời ơi, lạnh quéo càng luôn. À, có Tâm Y nè. Sao mặc đồ mát mẻ quá vậy? Trời ơi, lâu quá không gặp. Diễn dễ sợ luôn á. Hello mọi người, hiện tại thì đang đi quay phim cho Hobbit Chăm. Mọi người có biết không? Là cái dự án trước á, là Vương Miện Sơn Rồng hả? Là Hồ Bích Trâm đã có một vai khách mời trọng rồi, nhưng mà lúc đó bận quá không làm được, cho nên phim này là bằng mọi cách là phải làm cho bằng được, và thậm chí là phải hy sinh vai luôn đó mọi người, thấy chưa? Không, cái này là nói nghiêm túc, nói thiệt, nói nào cái là tại vì sao đợt miệng giật nở cứ lên chữ lộn dần đó, cho nên cho nên bạn ơi tôi không ghề nha, không ghề chữ lộn dần, mà tôi chỉ vô tôi hỏi là tại sao làm phim xong rồi người ta lại không trả tiền cho Hy. Tội nghiệp Hy quá, Hy phải đòi, tại cái tiền đó là tiền công sức của Hy, cái đó là đúng rồi, hiểu không? Không, nói chung là rất là quý Hồ Bích Trâm, là tại vì lúc đó là thật sự là lúc đó giống như là mình bị sao ta, mình cũng thấp cổ bé họng, mình giống như là mình hiền quá hay sao á. Trời ơi, bay lên nói lên tiếng giùm tôi, cho nên tôi quý cho lắm. Tôi cho lại chửi hoài luôn, tôi có biết chửi ai chưa á. Ừ, thì không ăn đi. Nè, tôi tối ăn tối đi nha. Trời ơi, ăn cơ. Ăn xong rồi phải ráng. Ăn lấy này nha. Ăn xong rồi phải ráng diễn cho hay. Ăn cho em bình nước nha. Hay, thưa quý vị khán giả, thì buổi tối là sẽ mua hủ tiếu rồi nuôi rồi gì đó cho đoàn ăn. Nhiều quá. Đó, cho nó nóng nóng á, cái này là mới mua còn nóng này, tôi chưa nè. Ê, thấy em có bịch đây chị ăn cái này. Sao vậy? Tại sao? Lý do? Chị có chị thấy có cục giò gân. Còn em không biết ăn giò. Em chỉ ăn nạc thôi à. Ăn nạc cái cục tôi nè. Rồi bà ốm quá. Nhiều quá. Ăn mì thơm không ạ? Ăn mì thơm không ạ? Mọi người ăn đi nha, ăn bằng em đi. Em sẽ đi hâm phá lấu cho mọi người ăn. Ăn mì thơm không ạ? Ổ điện ở đâu ta? Ước gì có ai cho ổ điện để ông có lấu nè. Thương quá à, ekip qua nè. Ngồi như vậy nè, trời ơi thiệt á, tôi xót xa quá nè. Mọi người ơi, ngồi lên bàn ăn đàng hoàng đi anh Minh. Anh ăn dạ anh thấy ngon hả? Bàn đây nè, dẹp một cái bàn qua đây, qua đây. Anh Minh, anh Minh. Anh em dẹp cái bàn này cho nè. Qua đây cũng được nè, ở đây còn ngồi được nè. Trên đây còn nữa nè. Mọi người ơi, ở đoàn phim có bàn chứ không phải không có bàn đâu, mà anh làm cái kiểu anh vậy đó. Anh làm cái kiểu anh vậy đó. Cái ghét à. Qua đây, qua đây, qua đây. Ở đâu bạn của? Đây nè, anh ngồi bàn đây nè anh. Đó là cho anh em ăn buổi tối xong rồi là để mọi người còn tiếp tục làm việc nữa. Tại vì còn phải mấy cảnh nữa đang chờ anh Tuyên lên để mà quay. Tại vì anh Tuyên phải về diễn kịch xong rồi anh Tuyên mới quay lại được. Đây. Lâu. Em cho một xíu nước của cái bịch bên đây qua nữa là được rồi. Không được. Đâu đợi trước đợi tôi đi. Lắc lắc lên tắm điện rồi đi đó. Là bây giờ mọi người thiệt tình luôn á. Là bây giờ có làm phá lấu cho đoàn, mà bây giờ tình hình là không có nồi. Tại vì đáng lẽ mình quay trong nhà dân á thì mình còn mượn được nồi mà còn được bếp. Là bây giờ hâm phá lấu là hâm trong này luôn hả? Hâm trong này xong về rửa chứ biết sao giờ. Trời đất ơi, rửa chắc cũng phải mấy ký xà bông mới bán được cái mùi à. Không sao đâu, thì nó cũng có nước là được mà. Trời ơi mọi người ơi, đây là một trong những cái bộ phim mà Phạm Hy đi mà thấy mà em đông diễn viên nhất từ trước tới giờ. Trời ơi, hồi chiều quay một cái cảnh thì chắc cũng phải 20 mấy người. Đây là một trong những bộ phim mà tôi đi tôi thấy đông diễn viên nhất từ trước tới giờ. Dạ, hôm qua 35 người. Trời đất ơi. Hôm nay là ít đó, đoàn nữa, hôm qua còn 80 người á. Đây anh đớp của đoàn chính đây. Đây là ảnh cũng là anh đớp của Vương Miện Sơn Rồng á mọi người. Đó, hình ảnh tất cả mọi thứ mà đẹp hay không là do ảnh. Mà ảnh cảm xúc lắm mọi người. Lúc ảnh vui á thì lúc ảnh vui là xấu, mà lúc ảnh buồn là ảnh quay đẹp lắm luôn á. Nó ngược đời. Sống rồi có cảm xúc. Những lúc nào mà Trâm kêu Vân Anh là ảnh quay đẹp, mà không kêu Vân Anh là ảnh quay cũng đẹp luôn. Bà nhà cho bà xì mầm rồi đó. Ừ. Ăn đi, chờ em xíu nha, mà phải lâu nha. Ăn nóng ngồi bàn ăn luôn. Bàn hả? Quên. Đó, giờ đi ăn phải lâu cho mọi người nữa nè. Có dao à, anh kế có dao không? Dao anh kế. Trời ơi, nó tới dao cái đó, anh đưa liền luôn nè, nhanh ghê luôn. Thưa quý vị, đây là con dao đạo cụ để mà bên mấy anh ánh sáng rồi nọ. Anh làm đèn á. Bây giờ lấy cái dao này rọc bánh mì luôn. Trời ơi, con dao rọc bánh mì gì mà nặng dữ vậy? Xin thưa là cái dao này nó có rất là nhiều công dụng. Trời ơi, cái gì mà nhiều như vậy anh? Ủa cái này là cái kìm hả? Ừ, kìm. Rồi cái gì nữa?
rồi chìa khóa nè. Ủa, trời ơi, cái dao này là nó rất là nhiều công dụng luôn á. Cái này mà thật sự là mình đi đem về nó cũng đỡ lắm mà mọi người ha. Ngon bước vô, ngon bước vô. Mày giết tao đi, mày hãm tao hả? Đó là vậy nè, đưa ra. Đó, bây giờ hồi xưa là bà Trâm đi quay về. Không ai dám đưa ra đâu. Không. Đi ra lấy mất uổng. Nó cướp thì mới đưa ra, còn nó hãm thì mới nằm xuống chứ. Nước vô rồi, đổ nó trong đây giùm em nha. Chế nước vô rồi phải không? Mọi người ơi, nó vẫn sôi nha. Miễn là có nước là được. Cái này là nếu như mà cùng lắm thì mình phải bỏ cái ấm thôi chứ biết sao giờ. Còn hơn là để mọi người ăn nguội đúng không? Về rồi. Nước trà, bây giờ tình hình là bánh mì mình còn có bao nhiêu à, cho nên là mọi người chia nữa nha. Em lấy cái tô với đôi đũa qua đây luôn em, cái muỗng nữa. Rồi mấy anh ăn tô bơ tô, tô bánh canh xong mấy anh qua đây ăn thêm nửa ổ bánh mì nữa nha. Đó, ok không? Ăn xong rồi nè. Đây nè, nó sôi rồi nè. Trời ơi, em đi đoàn này em giống như em cô lao công lịch tập vụ vậy đó. Lo buổi trưa rồi lo tới buổi tối. Công nhận con dao nó rất là bén anh à. Cắt lấy giờ chưa ra. Bén mà. Này, em cắt bánh mì nữa ra rồi em lấy ra đây chị, đây chị, đưa. Với lại cho chị đem mượn cái em. Trời ơi, thiệt luôn á, nó sôi mà muốn phỏng luôn á. Vậy là đủ ngon rồi nha quý vị. Ở bên kia có ớt không bé Kiều? Em biết chi không? Ở dưới đây cho nó ngon, hoặc là ai muốn ăn ớt thì đem. Anh tên Tuấn ơi, bên đó còn ớt không anh Tuấn? Ừ, cho em miếng ớt đi, để em nhét vô bánh mì. Cho ai ăn, cho nó ngon nè. Bây giờ mình chát bớt nước vô để mình hâm tiếp. Đây là phá lấu chị của mình làm. Anh tiếp tôi đi Hada. Từ em, ở cái em ơi. Thôi Hada, trời em phá lấu nè Hada. Hada giúp em cưới này đổ vô trong bình được không Hada? Làm đi, về mấy múc về phụ vợ. Rồi ai ăn xong rồi qua đây ăn phá lấu giùm em nha. Ủa đâu đũa đâu ta? Đây đây có rồi anh. Phụ nước mắm đâu bé Kiều ha. Đây Trâm đang làm phá lấu cho mọi người nè. Ê ê ít 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 thôi đi Hada, hâm một lần nhiều quá không được đâu. Nấu nước giá đó. Đâu giờ đâu nấu nước giá nữa đâu. Mãi mãi không nấu nước giá nữa đúng không? Dục luôn chứ sao giờ, nhưng mà thôi vẫn được mà. Một lần mà mãi mãi. Em muốn với ai uống đâu mà lo. Về mua cho. Ai ai ăn nữa không? Bánh mì xong rồi. Em bịch nước mắm đâu em? Có còn nước mắm đâu. Rồi ra lấy ra xe giùm chị đi. Em chạy ăn Hada ăn thử đi, ngon không Hada? Hả? Đâu biết đâu. Nhấn nút đi. Thánh thần thiên địa ơi. Nhà không nấu nước hay gì? Rồi. Nhà nấu bếp ga không à. Đừng có chạy ngôn anh. Có em nước siêu tóc chứ. Dạ không có. Không xài mấy cái đồ. Một ổ thì không đủ chứ nửa ổ là còn nha. Vậy một đói ra một gói kia đói bằng một cơ. Miếng kia đói. Một miếng kia đói. Một miếng kia đói bằng một gói kia nua. Nguyên có một gói luôn. Vì tôi chơi gói luôn. Thiệt luôn á. Ngon không ạ? Mà làm luôn mà gói hết đói mà ăn nửa gói. Hada, Hada. Ngon không Hada? Cho Vương im lặng rồi Vương. Sao bây giờ không nghe Vương lên tiếng vậy? Mọi người ơi, ở bên kia có ớt á. Em nghĩ mọi người lấy ớt rồi bỏ thêm vô đây ăn cho ngon nè. Đang ra lấy hũ mắm mắm rồi. Trời ơi, phá lấu ngon lắm. Đây, anh ăn thử đi cho em cảm nhận nha. Cảm ơn chị cô. Rồi, còn ai ăn chưa? Chưa ăn phá lấu thì qua đây giùm em nha. Đi. Một phần nha. Mọi người tranh thủ ăn đi chứ hai ngày nữa mình ớt máy rồi. Nè, Hada này là phải đáng ăn nhiều vô nè, tại vì ốm ốm quá. Này ốm lên nhiều ký. Ừ, nó kỳ người đâu quỷ. Rồi, ai bánh mì nữa nè. Chú Linh vô chưa để gọi chú Linh ra. Ai mì không, ai mì không? Mày phải lấu đi. Ai mày phải lấu đi. Mày không, tôi dẹp con không ăn tin bộ. Đây, tập trung lại giùm em đi. Đây mình ngồi xuống che đèn em. Đó, thấy không? Thấy tôi rào cái là có người vô này thấy chưa? Chú chị ở đây có cái bếp lò để nướng nướng qua nữa ha. Còn bánh mì nóng giống như mình đang ở Đà Lạt chứ quý vị. Trời ơi. Tưởng tượng đi. Vậy đâu phim xong mình ở Đà Lạt mình quay.
không có tiền, cho tiền đi rồi đi. Trời ơi, chắc chết quá à. Cái tiền này không có mà cái gì cũng đòi trơn á, chán. Xin dai người ta mà còn đòi là đẹp quá. Không có thì mình ấy thôi. Trời ơi, con cười giả chân luôn á. Ờ thì đó, để xin tiền đâu có tiền cho, phải cười giả chân cười sao giờ. Rồi, cảm ơn. Đây, trời ơi mọi người đừng ngại nha. Đây còn nước mắm nữa nè, em lấy cái muỗng luôn. Ai da, ai nhạt kìa, cho em miếng nước mắm vô. Nước mắm siêu đỉnh luôn. Mày đây, mày đây, mày đây, Phương ơi. Nửa ổ đây nè, có lấy tiền. Nè, Hada nè, đi Hada là cho ăn thấy 2-3 ổ rồi, đây ổn quá. Không không vậy hả? Rồi, đi không rồi. Bật nút chưa, nó chưa sôi nữa vậy. Từng ớt nè. Thôi, ăn với nước mắm này mới ngon lắm. Ủa này bật rồi. Nè, 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 nhà làm rất là sạch sẽ, rất là ngon. Ai làm? Bà chị hai. Đây nè Vương, có ba nhà thì cho thêm nước mắm. Nè, nó đang sôi á. Ừ, nó đang sôi đó. Rồi. Sao bà ngồi dưới đất với mỏi chân quá vậy? Ừ, quen rồi, chơi sống dưới quen ngồi chồng hai, ngồi chồng hỏi vậy đó. Đó, ngồi lên. Bánh mì ế đây, bánh mì ế đi. Mì đi mọi người ơi. Ai không ăn bánh mì là trừ luôn. Chết mẹ rồi, vô ăn nè, tướng. Ăn mà còn phải năn nỉ nữa nè. Nói chứ mọi người ơi, ăn có sức mọi người ơi. Mình còn cài hai đêm nữa mọi người ơi. Cái xong nó cuộc cái ai cũng có sức, cái mình đã mất sức. Thiệt, mất giọng luôn. Thiệt. Đây, đây, đây. Nè, chị Cẩm nè, chị Cẩm ăn mì nè Cẩm ơi. Một lát qua cho anh lãng mạn á. Không có, vẫn đưa thoại vô được mà. À, qua năm đi rồi anh dẫn em đi chữa bệnh. Em yêu em. Thấy ông rảnh không, qua đây ông cắt bánh mì ông chảy ổ cho tôi coi đi. Kìa bây giờ cháu này là khách thua, không có ai ăn nữa mà cắt cho nhiều à. Đó mà, mọi người đang chờ á. Ở trong kia nữa kìa, anh Tuấn. Rồi, nó xô rồi nè. Trời ơi, chạy tiếp xe chút. Tối nay giờ tao kiện quý luôn. Vô bánh mì á, cho chắc cho mọi người ăn một bữa. Ở cái dao này bén quá vậy. Sao thịt thì ít mà nước thì nhiều giờ chơi giờ kiều. Em lấy cho chị mượn một cái tô nó đi kiều. Trời ơi, bây giờ là chơi mọi cách luôn để mà hâm nóng luôn. Kê kê kê. Ông đã ông chế nước vô không, thịt đâu không chế. Rồi anh lên đổ thịt ra đây đi anh. Không có nấu bằng chị luôn hả? Ừ chị. Trời ơi trời. Chuyện lạ Việt Nam. Giờ cho dùng hấm siêu tốc hâm luôn chứ biết sao giờ. Mình quay về đường mà. Rồi anh đổ cái thịt này vô nè. Giờ phải chiên. Ừ còn nước đây nữa. Đây đây đây, còn ai chưa ăn vô ăn giùm em nha. Cái đó để mà ăn kiếp. Vô ăn nè, để nó nói bài nó khen tiếng bây giờ. Thôi rồi ơi. Cắm mì đi mọi người ơi. Ơi nhìn cái nước mắm này ngon quá à. Rất ngon. Cái nước mắm này là muốn ăn liền luôn á. Em qua bên phải xíu kìa. Chỗ nào, coi nè, coi em chan nước mắm vô nè. Trời ơi, ai ăn cay. Chú hủ tiếu ăn hết miệng cả chan, chú hủ tiếu. Trời ơi. Lên 2kg. Ai ăn ớt không? Ai ăn cay? Trời, mắm này trời ơi, sao é quá mọi người ơi, bánh mì é thiệt sự mà. Anh quay một vòng em có ai luôn. Chán ghê luôn á. Chết cha cay quá. Ngon lắm, ngon lắm. Trời ơi, tôi chưa ăn. Ông ơi, chưa ăn không? Đây là tôi đang giảm cân mà tôi nhìn cái nước mắm mà tôi thèm ghê luôn á. Thôi ăn đại đi còn giảm nhảm. Ăn nữa ổ chắc nó cũng không có mập lên nhiêu đâu ha. Đúng rồi, đi tôi lấy cho ông nha. Chứ tại vì tôi đã cao rồi mà để nó mập nữa thì nó ăn su cả đau á. Ăn tốn rồi. Ai cũng phải ăn nửa ổ phụ lòng của Trâm. Nè ăn nửa ổ thôi. Rồi với mày mà ăn mà cũng phải năn nỉ nữa. Trời ơi, Tuấn ơi, Tuấn ơi. Trời ơi, nghe cái gì, cái gian hàng của người ta mà ngồi lên vậy trời. Cảm ơn Trâm. Ngon quá, lấy năm nữa hổ nha. Rồi đó là tôi ăn rồi này nè. Cũng chuyên nghiệp chứ bộ ha. Nghiệp. Ngồi bán cũng chuyên nghiệp nữa. Nãy biết gì á là dễ qua bên nè. Mở mà ba anh đấy chứ. Quá trời. Thôi cái miếng này nó dài quá. Ngon không? Bánh nấu ngon không mọi người? Cái miếng này bự quá. Chú qua đây ăn qua. Cái miếng này bự. Chú bánh mì chứ ăn chú có chú hủ tiếu không có đâu. Trời ơi bà giữ được. Không nhiều chuyện quá Huy ơi. Không đúng là nhiều chuyện luôn á. Nước mắm có không? Ăn mắm ớt luôn nha, ớt luôn nha. Vui vẻ hai miếng ớt nè. Rồi đó rồi. Rồi nha mọi người nha.
Trời ơi, sao bán càng ngày sao khách càng đi vắng vậy? Cô gái bán phá lấu bên sông. Anh coi nè, khách đông lắm, không có ai chứ. Ngồi nhiệt tình ra mời muốn chết luôn. Hình như là bạn trong kia rồi, Vy, ra kêu trong kia ra giùm em đi Vy. Chị Thanh ơi. Ai của em vậy? Để Vy kêu. Chị làm ơn, chị ra ăn giùm em đi, em bán ế quá. Em Trung ăn chưa? Em khen cổ luôn rồi. Anh để em lấy Trung. Ôi, con chừng lên em. Chết chết được rồi, bánh mì của em giả bộ thôi mà là rất thiệt rồi. Anh vừa nói gì? Anh vừa nói anh không ăn. Khóc thật quá hả? Khóc rất là điện ảnh luôn á, nó rất là thật. Bánh mì ế đây, ba bốn ông ngoài kia. Thật quá trời. Ba ông kia ăn chưa? Thấy đâu phải ông lại. Ở đây tôi lùi đó. Ăn tại vì đó ăn đêm mập lắm, đang giảm cân được rồi. Ăn một ăn nửa ổ nó cũng không có mập lên bao nhiêu chị ơi. Ví dụ hoài luôn á, thì ra ăn thêm hai đa ơi. Bé cho chị Thanh kìa nè, nửa ổ vui vẻ. Được rồi, vui vẻ. Không, bánh mì chưa nó ăn quá chưa cắt. Chị biết không, bánh mì này là được cắt bằng con dao rất là xịn sò. Không, dao của em anh ánh sáng á. Mà nấu bằng cái bình rất là xịn sò luôn. Nấu bằng ấm bình. Ấm bình siêu tốc. Nó mới nóng được chị. Ăn nóng nó mới ngon. Rất là ngon nha chị Thanh. Thơm nước mắm ngon. Ngon lắm. Chị Hai em làm đó. Ê, ngon quá, chết rồi, giờ sao? Bà nhà bà làm sạch sẽ lắm. Bà làm sạch sẽ cực kỳ luôn mà. Cái miếng bèo này nó rất là ngon. Em gấp hồi nãy giờ mà em chảy nước miếng luôn mà em không dám ăn. Sao vậy? Để chờ mọi người ăn trước đã, em nhỏ em ăn sau. Đây còn nguyên bịch nè. Cảm ơn chị. Chị ăn quá không? Không, tại em cũng không ăn. Em sợ mập nè, mình ngon quá mà ăn lỡ. Chị giảm được 3-4 kg luôn á. Em qua ăn bánh mì nè. Ăn đi em. Chị 50 chị, 50 ngàn. 50 bánh mì, 50 bánh mì. Bánh mì là không đủ đâu. Bánh mì là chị cũng có đưa cho anh Khương về rồi. Khương đem về. Anh Trung, ăn một nửa ổ thôi. Ăn nỉ luôn á. Ăn nửa ổ nha. Không ăn nổi hả? Anh ăn chưa? Ăn lên, ăn hết từ giờ á. Đi lên. Đi chung. Có thêm không? Nói nuốt đây bà. Nè, coi nè. Thôi mập lắm, ăn đâu nửa ổ giờ. Ăn nữa không? Từ từ để người ta nuốt đã. Ăn đi. Ăn đi mà. Nè, chuẩn bị gật đầu chắc luôn. Ăn đi mà. Anh Trung ăn hết bây giờ nha anh Trung nha. Camera man. Camera man ơi, hả đà. Rồi, camera man. Yên tâm, còn nhiều lắm, đừng lo. Ê mà bà chen nước này ít rồi, bình minh. Bà chen nước này. Ủa, ăn thiệt á hả? Ăn chứ. Ủa, không vậy? Ủa, sao mập mà, kỳ vậy? Ăn được nửa ổ đó không có mập hơn nhiều quá. Ok. Không, thiệt sự, do phá lấu ngon quá, với lại nước mắm ngon quá. Mắm ăn gì nữa nè? Hả? Ngớt không? Ăn nha. Mắm ngon. Mắm ngon, thiệt. Trời ơi. Trời ơi, cái xé hồng cái gì. Ê, sao bà mập ớt? Không có ăn ớt mà. Ớt. Ôi, Nam không ăn, anh kêu cho cholesterol. Nhiều quá, nhiều quá. Sao nói gì mà cũng bỏ ra nữa trời. Chị chẳng cái bây giờ tao kêu ít quá, thấy không? Chị xích qua miếng. Rất ghê á. Còn nhiều lắm mà sao mà. Ủa, anh Nada, bánh mì pha lấu chưa anh Nada? Ăn nữa anh Nada. Buôn bán gì đâu mà. Trời ơi, trời ơi. Sao giờ không ăn bèo á? Không, ăn cái cục này nè. Thôi bỏ chị. Chị định lượm lên chị quay hả? Lượm lên ăn. Thôi, ôi chị. Trời ơi. Báo mấy bạn xin vô, hình như quá cuộc tiệm tới rồi đó. Rồi để em đi thay đồ, chết mẹ rồi đang ăn nữa chứ. Anh Tiên ăn bánh mì đâu quay đồ quay nè anh Tiên ơi. Tiên đâu? Tới rồi tới. Mình rồi ăn rồi. Ôi ăn bà lẩu xong rồi vô hai anh em thoại yêu đương mới vui nè. Không phải uống ngon thiệt trời. Sạch lắm, làm sạch sẽ kỹ lưỡng lắm chị. Em rất là hạn chế ăn lòng. Chị em cho anh Cương một cọp. Tôi rất là hạn chế ăn lòng nhưng mà cái này ngon quá phải ăn mà. Không, phải làm sạch sẽ lắm ông. Làm sạch sẽ lắm. Nước mắm ngon. Mà kỹ nữa. Chị uống mắm đi. Không á. Chị có thể lấy xác em chứ chồng được lấy hũ nước mắm của em. Ăn nha mọi người. Mời quý khán giả à. Ngon. Ê, mang bánh mì nè. Ba anh kia ăn chưa em nhờ giùm chị với. Ăn bánh mì nữa không? Ủa, bánh mì phụng. Dạ dạ để em lấy xong cái máy đồ em dọn rồi. Ăn đâu vậy? Ngon. Ông Tiên ơi. Hả? Ăn tối anh. Để tính không ăn gì nữa hết. Ngon lắm anh ơi, bánh mì ế anh ơi. Ủa
thiếu đâu, đòi đủ lên đây. Nói vậy mà sợ luôn ba. Tôi tưởng mới sắm này đẹp. Rồi rồi, để quay phim mà sắm hình chết rồi. Không có tăng ký đâu chị, ăn hủ tiếu thơm đi chị. Hủ tiếu có canh hơn. Ăn mì không? Ăn mì không? Cho em ổ, cho em được ổ một ổ, mày là phải một ổ. Em làm gì mới hủ tiếu rồi. Không mà mày một ổ, bây giờ mày ăn ba ổ còn được. Một mình em chạy cả đêm luôn, cả ngày nay rồi. Ăn đi. Chị là chị thương em nhất luôn. Tại vì em rất là nhiệt tình. Đúng, nó rất là dễ thương. Chị đi mà chị thấy hiện trường nhiệt tình như em. Đúng rồi, hay quá. Vô đây em ăn hai ổ luôn nè. Chết em, ăn hai ổ xong. Em đang cái mình dễ thương thiệt mà. Nhờ là chạy gì mà chạy chạy. Làm mà nhiều khi chị đó chị không có hối nha. Em cứ từ từ em đi. Chị mà bạn đi bên phim nào vậy mà qua bên đây xúc xúc quá vậy? Không đi phim. Nó đi cho phim em mà, đi phim nào đó. Ít cậu bé đi phải đi phim bạn đó. Thấy không? Chị cho em nhiều thịt nha. Em ăn nước cam mắm cay em cơm. Cười quậy cha. Cười quậy luôn, cười quậy cha. Cười ngồi cười ra không biết làm gì hơn anh ơi. Nhưng mà giỏi xiên á, chứ nhiều người người ta không xiên như vậy đâu. Hết đường quá là chăm. Không, để chị coi nó có đủ đồ ngon chưa. Chẳng lẽ bây giờ mình nói ăn nữa thì sợ chăm chửi. Chị ơi mặt mà chị cày quá à, ớt á. Nhưng mà nó mắm ngon mà cày nó mới đã. Đều ngon chị. Đi làm cho em đi. Ăn không? Trời ơi. Có khách, có khách. Ngủ luôn nha. Ngủ. Ok rồi. Bây giờ chắc là. Rồi quay. Tiên tới hả? Anh Tiên tới hả? Anh trai ơi, anh nó bụng quá mình ăn hủ tiếu cái nghe là quay. Kêu. Ăn không ăn, ngon cái này rồi, anh ơi. Với lại mấy đứa ở nhà nha. Nè nè, làm cho bà Vy nè. Tới 2 giờ sáng chưa nghỉ. Bán bánh mì mà ăn quá làm cho Vy kìa. Để đi làm, đi đây. Để đi làm. Anh đang coi camera, làm sao còn thứ 3 giờ. Đi thay đồ đây. Ủa, tối nay còn mấy phân nữa Tuấn? Em sang đồ rồi, mình còn một phân này. Xin chào quý khán giả nha. Ăn cho mình quay anh Tuyên lên rồi. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Em quay những cái hậu trường như vậy là để cho mọi người biết là để làm được một bộ phim mà cần rất là nhiều sự góp sức của rất là nhiều mọi người trong ekip. Nên cảm ơn một rất là nhiều. Để mình ăn quý khán giả nha. Khá lâu. 24 bé.